little closure, closure from the last one. Chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Bangkok. Và mình là Minh, hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Và thể theo sự bình chọn của rất là nhiều bạn vào tuần trước, thì tuần này mình sẽ bắt đầu làm một cái room tour để dắt các bạn đi tham quan cái căn hộ mà mình thuê ở Bangkok. Và hy vọng là sau cái video này thì mọi người sẽ có thể hiểu hơn về cái việc tìm nhà cũng như là chuyển nhà, chuyển phòng ở Bangkok. Và nếu như bạn nào chuẩn bị sang Thái để du học hay làm việc thì mọi người sẽ có thêm những thông tin bổ ích. Còn nếu như ai yêu thích cuộc sống ở Thái thì mọi người cũng sẽ có thêm những cái thông tin hay ho. Đừng quên là like, share, subscribe và nhấn cái chuông thông báo để chúng ta xem video vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha. Còn bây giờ thì tụi mình bắt đầu vào video thôi nào. Đây thì vừa bước vào phòng của mình thì sẽ có một cái tủ giày ở đây. Và mình nên tận dụng chỗ này để bỏ một số những cái đồ dùng cần thiết, chẳng hạn như khẩu trang nè, rồi nước rửa tay này nọ, để khi mà mình đi ra khỏi nhà thì nếu mình quên thì mình có thể lấy liền. Có cả cái dù nữa nè. Đây là cái tủ giày, thì cái này là lúc vào thuê phòng thì người ta đã có sẵn cho mình cái tủ này rồi. Chỗ này có một cái bàn ăn cơm như thế này, nhưng mà thường thì mình không ăn ở đây, nhưng mà mình sẽ ăn ở bên bàn làm việc luôn. Phía bên này nó là toilet. Ở ngay cửa thì mình đã làm gắn hai cái này để mình có thể móc vào khẩu trang và chìa khóa. Rồi toilet thì toilet này họ không có gắn kiến ở đây, nên là mình đã tự gắn một cái màn như thế này. Thì cái màn này là màn chống nước. Mình đã mua một cái thanh có thể co giãn được cái độ dài để mình có thể gắn vào đây. Sau đó thì mình gắn cái màn chống nước này vào. Thì khi mình tắm thì nước nó sẽ không có văng ra ngoài mọi người. Rồi ở bên trong phòng tắm thì nó cái vòi sen như vậy. Cái này thì có sẵn ở đây, người ta đã có gắn sẵn cái này rồi. Thì đây là mình mở những cái giờ gội đầu này nọ mình hay dùng lắm. Và cái đồ tắm nè. Và cái gì ta? Cái gì nhờ? Cái để gội lên đầu mỗi khi mà mình hấp dầu á. Cửa này thì không thể mở ra được nha. Hiện tại thì ở bên ngoài đang mưa. Nhưng mà mở cửa đi ra thì mình phải cẩn thận. Lỡ mà đang tắm mà quên mở cửa là tiêu luôn ấy. Cái này là của mình, chủ yếu là dầu gội đầu và dưỡng tóc. Tại vì mình tóc mình đang trong thời gian bị hư tổn nên mình chăm sóc nó rất là nhiều. Ở bên này là mình để giặt bột giặt nè. Bên này thì chăm sóc răng miệng và sữa mặt. Đó, thì cái góc này mình sẽ tận dụng mình bỏ. Cái này là cái móc phơi áo, cái xào phơi đồ của mình. Và bên dưới này thì mình để một cái thau để có việc gì đó dùng. Còn cái cây lau nhà thì cái này là nó dép mang trong nhà tắm. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào phần mà mình cảm thấy là đẹp nhất cho cái căn phòng của mình. Đó là mình show cho mọi người coi. Người ta có một cái tủ rất là cao. Cái tủ này rất to luôn. Và so với cái nhà cũ thì mình thấy cái tủ này nó to rất hơn gấp 2 gấp 3 lần gì đó. Và nó thiết kế rất là ổn luôn. Rất là đầy đủ như thế này thì mình có thể đựng được rất nhiều đồ. Ví dụ như thế này mình có thể đựng được vali nè. Và một số những cái thùng cà tông mà khi chuyển nhà mình cất vào á. Rồi, đây bên trên thì mình đựng vali rồi nọ nè. Còn phía bên kia thì nó là quần áo. Để nói cái cho mọi người hiểu là khi mình làm cái video này mình cũng không có dọn nhà nhiều đâu, nên là mọi người sẽ nhìn thấy được cái phong cách sống chân thật nhất của mình. Wow. Mình không phải là một đứa gọi là ở quá sạch đâu mọi người, ở quá gọn gàng đâu. Nên là mọi người hãy nhìn cái tủ quần áo của mình thì mọi người. Nói chung là đây là mình đựng những cái đồ mà mình ít dùng hơn. Rồi dưới này là mấy cái giỏ xách rồi này nọ. Dưới này là đồ mặc ở nhà, dưới này là đồ mặc đi chơi và đi làm. Còn đây là cái tủ mỹ phẩm của mình. Mình thấy là mình giống như là đi bán mỹ phẩm vậy. Bên này là đồ trang điểm. Còn ở đây là skincare hàng ngày của mình. Đó, trên này thì mình để mấy cái giống như là đồ làm nail rồi này nọ rồi mấy cái lặt vặt. À, trên này cũng là một cái đống đồ trang điểm mà mình ít xài thì mình sẽ để ở trong đó. Còn phía trên này là những cái hộp ốp lưng điện thoại rồi này kia mà mình lâu không có xài á. Đây là giường ngủ của mình.
là mọi người nhìn thấy cái này quen không? Mình đem từ bên nhà cũ qua, là cái cây Mons lỗ của mình. Đây, dưới này thì mình có một cái đèn để có khi nào mà mình lười thì mình ở trên giường mình có thể đọc sách luôn. Bên này thì mình có một cái dây để trang trí và nó cũng là dây đèn luôn. Mình thì là một đứa rất là nghiện màu vàng nên là trang gian thí nghiệm của mình đủ thứ thì nó liền thì hầu như là nó là màu vàng đó mọi người. Ở bên này thì mình có một cái bàn, một cái đèn livestream mà nó hơi bị gãy gọn một chút xíu, mình cũng rất ít khi xài. Ở này là có một cái ghế mà mọi người nói, mọi người xem ở bên nhà cũ thì cũng đã biết rồi. Đó thì là ví dụ như khi nào mình rảnh rỗi và muốn đổi không khí một chút xíu thì mình sẽ mang cái ghế này ra ngoài ban công để ngồi uống cà phê hoặc là chill gì đó. Rồi một cái điều quan trọng mà mình nghĩ là cái phòng của mình đó là cái bàn làm việc và cái khu vực làm việc. Đây mọi người có thể nhìn thấy là họ có một cái gương rất là to như thế này và mình rất là thích luôn, mặc dù nó không phải là gương gọi là gương toàn thân nhưng mà nó cũng khi mà đứng xa xa ra cũng có thể thấy được hết luôn cả người mình đó, và nó làm cho căn phòng mình cảm thấy rất là rộng hơn rất là nhiều. Và mình cũng trang trí nó với lại một số những cái viên nhựa lòng thòng của mình và cả đèn nữa. Đó, như thế này. Đây là setup bàn làm việc của mình. Sorry, nó cũng khá là lộn xộn. Như mình nói lúc nãy là mình không có dọn dẹp nhiều đâu, tại vì mình muốn cho mọi người xem một cái style sống nó không quá ngăn nắp. Nói chung là nó chân thật cho mọi người xem ha. Mình setup cái máy laptop của mình và có một cái bộ bàn phím ở đây. Cái này là cái khăn lau bàn để khi nào có nước thì lau thôi. Cái này là cái đồ để nước thôi. Đây là chai nước mình hay uống, cái này là thuốc nhỏ mắt, cái này là chai tinh dầu, còn cái này là cái chậu hoa. Và ở đây weight loss, mình tự nhắc mình đó mọi người, phải giảm cân thôi mà làm hoài chứa được, làm hoài chứa được. Rồi bên này mọi người sẽ phải hết hồn, đây là một cái mà mình rất là tự hào, đó chính là cái gì chai nhựa quá. Đây là cái bộ bút viết của mình. Cái này thì bình thường quá rồi, nhưng đây mới là điều mà thú vị. Đó chính là mình có nguyên một cái gọi là cái gì? Accessory organizer là cái gì? Nói chung nó là một cái đồ dắt hả? Một cái đồ dắt phụ kiện. Nói chung là mình là một đứa rất là ghiền phụ kiện. Nhất là ở Thái Lan, khi mọi người đi vào những cái chợ phiên hay này nọ thì mọi người thấy người ta bán rất là nhiều bông tai đúng không? Và mình là một đứa rất là ghiền bông tai và nói chung là những cái phụ kiện trên mặt á. Tóm lại là như vậy, thì mình sưu tầm rất là nhiều và giống như là mỗi cái video và mỗi outfit thì mình sẽ đeo một cái phụ kiện bông tai hoặc là dây chuyền này nọ. Hôm nay thì không có đeo tại vì mình đang ở nhà mà. Đó là cái bộ sưu tập mà mình cảm thấy rất là tự hào. Đó, như thế này rất là nhiều phụ kiện đó, trời nó nhiều đến nỗi mà mình không quay được nữa luôn mọi người. Đây là vòng đeo tay rồi các kiểu ha, còn cái này là một cái xông hơi, mình đang xông tinh dầu. Bên này á là nó là một cái kệ để mình đựng cây xương rồng á mọi người, nhưng mà mình tận dụng một khu vực ở bên này để mình có thể bỏ các loại vitamin, tại vì mình đứa rất là lười uống vitamin nên mình phải để ngay trước mặt mình để mình uống mỗi ngày. Bộ sưu tập xương rồng của mình bên này đó là một em, hai em, các em rất là dễ thương luôn ý, dễ thương không. Rồi bên này thì lại là cây nữa mọi người ạ. Ở trong đây á, trong bàn thì họ cũng có những cái ngăn như thế này. Thì bên này mình để một số những cái cần thiết nhỏ ha. Bên này thì nó làm một cái laptop nữa. Rồi phía bên này thì họ có một cái tivi như thế này. Được một cái mình đã phát hiện ra một chuyện, đó là khi mà mình ngồi làm việc ở đây á mọi người, mình nhìn vào cái gương của nó thì mình có thể xem được tivi luôn á. Wow. Nên là mình cũng rất hay làm điều đó, ví dụ như là mình bật tin tức á thì khi mình ngồi làm việc mình có thể xem tivi ở đây luôn. Thì có một cái em chuối ở đây, và bên này thì có một cái em thiên điểu ở đây. Dưới này thì mình đựng sách này nọ. Rồi xong rồi nó đổ vỡ cái kia vậy. Sorry mọi người, để mình dọn lại một chút nào. Thôi mệt quá, không thèm dọn luôn. Chúng nó là dưới này mình đựng sách vở này nọ thôi. Còn dưới này là những cái trang thiết bị điện tử của mình. Cái nhà này là được một cái là nó có rất là nhiều những cái gọi là gì ta, những cái hộp hoặc là những cái tủ để mình có thể đựng những cái đồ nặt vặt.
chẳng hạn như là mọi người thấy là bên dưới giường nó cũng có một cái tủ nè, mình sơn cho mọi người xem nha, bên dưới giường có một cái tủ ha, cái này thì có một cái tủ như thế này và mình để cái hộp của mình vào đây, thì trong này mình để máy sấy tóc rồi này nọ trong này thôi, không có gì hết. Khu vực tiếp theo mà tụi mình sẽ đi tham quan đó là nhà bếp. Nói chung là mọi thứ trong cái phòng này cũng khá là nhỏ, mình nghĩ là diện tích nó khoảng tầm 30-40 mét vuông á, nó không có quá to đâu mọi người ạ, chỉ là một cái căn phòng studio thôi. Thì kế bên này luôn đó là cái tủ lạnh, và mình đã tận dụng cái tủ lạnh này để đựng cái air fryer của mình, là cái nồi chiên không dầu. Và bên này thì không thể nào thiếu một em bác tài đó, bác tài thôn thấy thấy bác tướng không à, bác tài thôn thấy thấy bác tướng không à. Bên này thì bếp thì ở trên này họ có một cái kệ bếp nè, mọi người thấy không? Kệ bếp này cũng khá là ok luôn á. Tại vì bên trong thì cũng như mình nói á, là cái phòng này được cái là họ chia ra rất là nhiều ngăn á, nên mình để được rất là nhiều thứ luôn. Đầu tiên á là ở phía trên cùng á, cái ngăn này nó cao đến độ mà mình không thể nào với tay tới được, mặc dù mình cao 1m65 mọi người ạ. Rồi ở ngăn này á thì mình đựng cái gì ta, một số những cái đồ khô chẳng hạn như mì nè, và bên này là muỗng đũa mà dùng liền á mọi người, như thế này nè, để khi nào mình có khách á thì mình sẽ lấy ra dùng tất cả những cái món đồ giống như là trà nè, rồi cà phê, rồi ngũ cốc các kiểu. Nói chung là đồ để đồ làm đồ uống thì mình để phía dưới này, tại vì mình là một đứa rất là thích làm đồ uống, và mình hay làm đồ uống trong những buổi khi mà mình làm việc á. Bên này thì mình đựng đồ gia vị các kiểu các thứ. Ở trên này thì đó là những cái gọi là mình đựng những cái hộp để đựng đồ. Dưới này thì mình đựng dao nè, rửa chén nè, đó một cái kệ rửa chén bên này. Và ở phía bên này thì mình có để một cái kệ này của mình để mình ướp chén khi mà nó ướt thì mình lót vào đây. Còn đây là cái nồi cơm điện của mình, bên này là cái air fryer. Dưới này thì họ có một cái microwave đi theo với căn hộ luôn, là họ có cái microwave luôn cho mình nha. Như thế này thì rất là tiện. Dưới này á thì mình tận dụng mình đựng cái bếp điện từ của mình, cái này gọi là bếp điện từ không ta. Rồi bên dưới này thì nó là một số những cái đồ lặt vặt, ví dụ như là cân thực phẩm nè, đó cân để ăn kiêng, mà cuối cùng á là kiêng đâu cũng thấy mà thấy ngày càng mập thôi. Này thì nấu là bên dưới một cái sàn và chén, thì mình đựng cái gì, mình đựng một số những cái rổ với lại nồi vậy thôi. Trong đây cũng có một cái kệ để mình đựng những cái ly mà chén mà mình không có dùng á thì mình sẽ để vào đây. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao ở Bangkok á người ta lại xây cái căn bếp nó nhỏ như vậy. Thực sự á là tùy vào cái kích cỡ của cái nhà nữa. Chẳng hạn như nhà mình thì chỉ có 40 mét vuông thôi, nên là căn bếp nó khá là nhỏ, nó cực kỳ nhỏ luôn. Nhưng mà những cái căn ví dụ như 80 mét vuông trở lên hoặc là 70-80 mét vuông thì cái căn bếp nó to hơn nhà mình chắc khoảng gấp 2 lần. Nhưng mà nó thật sự so với Việt Nam thì bếp ở Thái Lan, bếp ở đặc biệt nó là ở Bangkok á thì khá là nhỏ nha mọi người. Bởi vì cái thói quen nấu ăn ở đây không có nhiều. Thường đó là mọi người sẽ rất là bận rộn để đi làm việc hoặc là đi học này nọ, thì người ta rất ít nấu ăn. Thay vào đó là người ta sẽ mua đồ ăn ở bên ngoài. Bởi vì á như mọi người thấy là ở Thái Lan đồ ăn đầy đường nào và những cái đồ ăn nấu sẵn nó rất là nhiều, và nó rẻ hơn cũng như là tiện hơn rất là nhiều khi mà bạn nấu ăn ở nhà. Lý do mà bạn nấu ăn ở nhà á, nó chỉ là nấu ăn ở nhà nó sẽ giúp cho bạn sống nó gọi là healthy hơn, ăn uống có kiểm soát hơn thôi. Còn việc nấu ăn ở nhà thì mình không nghĩ đó là một cái phương pháp tiết kiệm nhất đâu, mà mình thấy là mua đồ ăn ở ngoài nó tiện hơn rất là nhiều. Nên là đó là lý do một phần nhà bếp ở Bangkok rất là nhỏ. Một trong những cái điểm cộng của cái căn phòng này mà mình thích nhất luôn đó là cái view quá là ổn áp luôn mọi người. Nhìn cái view nè, đây là cái phòng của mình chủ yếu nó bằng cửa kính á, nên là ban ngày nó rất là sáng luôn, thật sự là rất là sáng. Nhưng mà buổi chiều á là do cái phòng của mình nó nằm ở ngay phía bên đây của tòa nhà, nên là ánh sáng buổi chiều nó sẽ dọi hết từ bên này qua, nên là cái phòng của mình buổi chiều nó sẽ hơi bị nóng một chút xíu. Tuy nhiên là nắng không có ập vào đây mà nó lại đi qua từ phía bên tường bên này á, nên cái tường nó sẽ bị nóng mọi người đó. Thì chỉ có một điểm trừ là như vậy thôi, ngoài ra thì mọi thứ rất là ổn áp. Đây, mình mở cửa ra. Thêm một điểm trừ nữa mọi người ạ, đó chính là rất là ồn. Khi mình mở cửa ra thì rất là ồn luôn. Nhưng mà được cái là cái nhà này họ gọi là họ cách âm khá là tốt á, nên là mình mở cửa ra rất là ồn, nhưng khi đóng lại thì mọi người thấy á, đóng lại là đâu có nghe gì nữa đâu đúng không? Đây là ban công ở bên ngoài, mình không chắc là mọi người có thể nghe được giọng mình luôn nữa. Tại vì như mình nói lúc nãy á thì xe chạy rất là to tiếng luôn. Trời đang mưa, Bangkok đang mưa nha. Đó, chiều ra đây ngồi ngắm xe cộ chạy rất là thú vị. Và mình cũng đang trồng số những cái cây. Đây nè, mình đang ươm cái gì ta? Cái này là cây gì? Cải. Ok. Mình cũng có một cái cây 10 giờ nhưng nó có vẻ như không được thọ cho lắm. Và trên này thì mình có mấy cái em này. Đây,
hơn đó. Em này thì em hơi còi một chút, còn hai em này thì đang ra rất là tốt. Rồi nếu như mọi người xem đến đây á, thì đố mọi người biết là phòng mình có bao nhiêu cái cây. Nếu như ai đếm được thì mọi người có thể comment ở bên dưới. Và mình cũng sẽ cho mọi người xem những cái trang thiết bị ở xung quanh cái apartment mà mình ở. Là nguyên cái khu chung cư này nó sẽ có về là gì ta. Cái này không phải là khu chung cư mà nó là cái khu nhà studio mà mình đang ở. Người ta sẽ có một cái hồ bơi bên dưới, một cái phòng tập gym và một cái khu vực gọi là sinh hoạt chung. Nó giống như kiểu là có bàn ghế này nọ để mình ngồi á. Và phía bên dưới này cũng có một cái quán cà phê nữa. Ok, bây giờ thì tiếp tục. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nhà lấy nước. Thì mình đựng nước uống bằng những cái bình đựng như thế này, mỗi bình là khoảng 1 lít á. Thì ở đây mỗi lần mà mình đi lấy nước có hứng nước uống thì mỗi lít là 1 bạt, thì vậy nên là mình cũng chuẩn bị tiền cắt ở đây. Đây là cái ba lô, cái túi mà mình hay đựng tiền cắt. Mình nhìn cái bộ tiền cắt của mình nó khủng khiếp luôn. Những cái đầu như thế này á là không có xài được, mình không xài nữa, thành nó là 50 cent, nhưng là không có giá trị gì. Thời điểm bây giờ chưa 20 nè, còn là 20 cắt nè, 50 cắt nè. Đây là cái mệnh giá nhỏ nhất của đồng tiền Thái Lan mọi người nha. Thì cái này để hôm nào đi bỏ vào cái cuộc từ thiện ở siêu thị. Còn đây là đồng 50 cắt nha. Còn đây là đồng 10 bạc nè, cái đồng mệnh giá cao nhất ở Thái Lan hiện tại. Ở bên dưới thì mỗi lần mà mình nhận đồ là mình phải số 40 bạc. Nhưng mà cái máy đó nó chỉ chấp nhận tiền 10 đồng thôi. Nên mình phải đi siêu tầm rất là nhiều tiền 10 đồng. Bằng 5 đồng nha mọi người. Tiền Thái á, mình thấy là cái chất lượng khá là tốt á. Rất là lâu rồi nhưng mà nó không có bị thay tem mọi người ạ. Đồng 2 bạc nha. Đây là 2 bạc nè. Rồi cái này là 1 bạc nha. Đây là 1 bạc. Rồi bây giờ thì để đi lấy nước. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4 chai nước. Thì mình sẽ cầm 4 bạc để đi lấy nước mọi người ạ. Ok, let's go. Mình sẽ bỏ tiền cắt vào trong cái khe này. Sau đó thì mỗi bạc là 1 lít nước. Và mình nhấn cái nút này thì nước sẽ chảy, và nhấn nút này là nước dừng. Mình sẽ lấy nước cho mọi người xem nhé. Có một cái sự cố không hề nhẹ, đó là nó bị kẹt tiền của mình ở trong này rồi. Thả ra. Đó, mình sẽ lấy chìa khóa mình chọt nó vào thì tiền nó mới chảy ra đây nè mọi người, thấy không? Hiện tại thì người ta chỉ cho phép 2 người một lần khi mà dùng cái phòng tập gym này thôi. Không có cho phép nhiều người cùng lúc. Tại cái phòng nó khá là nhỏ. Đây là hồ bơi. Hồ bơi thì có những cái ghế ngồi như thế này. Và đây là hồ bơi. Hồ bơi này cũng nhỏ thôi mọi người. Chắc tầm khoảng 25m thôi á. Khá là ngắn thôi. Đó, bên này cũng có ghế ngồi nè. Và có mấy cái cây cũng siêu lắm. Ok, và đó là room
tour của mình và mọi người nghĩ sao về cái căn phòng mới này của mình. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là giá phòng như thế này thì bao nhiêu, thì mình cũng đã nói sơ rất là nhiều lần trong những cái video trước của mình về việc là chuyển phòng hoặc là tìm nhà ở Bangkok, thì cái giá tiền nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái vị trí địa lý và cũng như là cái trang thiết bị ở trong cái studio của bạn hoặc là apartment của bạn, cũng như là một số những cái service mà người ta cung cấp, chẳng hạn như là hồ bơi hay là phòng giặt hay là phòng gym chẳng hạn. Mình không thể nào nói giá chính xác cho các bạn được bởi vì nó nằm trong cái hợp đồng khi mà mình thuê nhà. Mình có thể nói cho các bạn giá ước lượng là khoảng 10.000 bạc nha mọi người, 10 đến 12.000 bạc trong khu vực mình ở. Vào cái trang web thailandproperty.com để các bạn có thể hiểu hơn về cái giá thuê nhà ở Bangkok nha. Rồi, nếu như mọi người thích cái video này thì đừng quên là like, share, subscribe và nhấn cái chuông thông báo để xem thêm video mới vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.